Rao bán nhà để phục vụ kinh doanh, em gái nhà Phương gây choáng váng khi tiết lộ từng ngóc ngách trong căn hộ 7 tỷ. Ngôi nhà có diện tích 52m², gồm 4 phòng ngủ, các tầng đều được lát sàn gỗ hiện đại. Mới đây trên trang cá nhân, Phương Anh, em gái của nhà Phương lần đầu tiết lộ từng ngóc ngách ngôi nhà hơn 3 tầng mà cô và ông xã đang ở. Theo tìm hiểu, căn nhà này nằm ở quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên vì đang có nhu cầu kinh doanh nên cặp vợ chồng trẻ đã quyết định chuyển nhượng cho người khác. Ngôi nhà có diện tích 52m², gồm 4 phòng ngủ, các tầng đều được lát sàn gỗ hiện đại. Căn nhà em gái nhà Phương sở hữu nằm ở khu dân cư cao cấp, có giá khá đắt đỏ. Mặt tiền của ngôi nhà, từ phòng ngủ đến phòng bếp đều gọn gàng sạch sẽ. Trước đó Phương Anh từng rất kín tiếng trong chuyện đời tư, nên thông tin cô đang là chủ sở hữu căn nhà 7 tỷ mới đây khiến nhiều người vô cùng bất ngờ. Phương Anh tên đầy đủ là Trần Phương Anh, sinh năm 1992, từng theo học khoa diễn xuất của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Được nhận xét sở hữu vóc dáng và gương mặt không thua kém bất cứ hot girl nào, nên trước khi theo chồng bỏ cuộc chơi, cô từng tham gia một số bộ phim như Phía Sau Tội Ác, Sóng Gió Gia Tộc, Cỏ Dại. Phương Anh được ví là bản sao của nhà Phương khi sở hữu nhiều nét đẹp tương đồng với người chị nổi tiếng. Đam mê bộ môn nghệ thuật thứ bảy, Phương Anh theo học tại Đại học Sân khấu Điện ảnh thành phố. Cô từng chia sẻ rất yêu thích nghề diễn. Đầu tháng 8, 2018, Phương Anh chính thức nên duyên vợ chồng cùng mình thân. Ngày vui của cặp đôi được tổ chức tại một trung tâm tiệc cưới có tiếng ở thành phố. Đến giữa tháng 10, trên trang cá nhân, Phương Anh gây bất ngờ khi chia sẻ đang mang bầu sau 2 tháng kết hôn. Cô nàng tiết lộ, dù ở những tháng đầu thai kỳ, nhưng sức khỏe tốt và ăn được khá nhiều. Nhắc lại scandal bị đồng nghiệp đá đểu vì ăn mặc thiếu vải, Ngọc Trinh phát biểu, tôi thấy họ rất kỳ. Khi đọc chia sẻ của những người trong giới nghệ thuật về mình, tôi thấy rất kỳ. Nếu tôi nhìn cô gái hay anh chàng nào mặc như vậy, tôi sẽ không bao giờ làm cái việc kỳ đó, Ngọc Trinh quả quyết. Scandal Ngọc Trinh mặc như không tại liên hoan phim Cannes tưởng đã lắng xuống, ai dè mới đây nữ diễn viên vòng eo 56 lại có thêm phát ngôn mới cực nóng. Tham gia talk show, Ngọc Trinh trả lời câu hỏi nghĩ sao khi bị mỉa mai, chính cô đã khiến Việt Nam mất hình ảnh đẹp trong mắt bạn bè quốc tế. Chân dài Trà Vinh cho rằng, khi đọc chia sẻ của những người trong giới nghệ thuật đưa ý kiến về mình, tôi thấy rất là kỳ. Bản thân tôi khi nhìn cô gái hay anh chàng nào mặc như vậy, tôi sẽ không bao giờ làm cái việc kỳ quặc đó. Tháng 5 vừa qua, Ngọc Trinh xuất ngoại tham dự liên hoan phim Cannes. Mẫu nội y chọn cho mình thiết kế ren hở bạo sẽ bước trên thảm đỏ quốc tế. Hình ảnh sexy của Ngọc Trinh tại Cannes đã gây tranh cãi lớn. Số đông ý kiến chỉ trích bộ trang phục mặc như không của người đẹp họ Trần. Quan sát hình ảnh, nhiều sau việc công khai bình luận thiết kế váy của Ngọc Trinh. Vượng Râu và Tùng Dương bức xúc về hình ảnh mặc như không của Ngọc Trinh. Minh Quân, Thanh Hương và Pha Lê đăng status ẩn ý. Phương Thanh làm thơ châm biếm trong khi Vũ Thu Phương chỉ thẳng mặt mắng đàn em phơi thân không biết nhục. Là khách mời thường xuyên của Cannes, Lý Nhã Kỳ cũng bày tỏ quan điểm. Những nghệ sĩ chưa đủ chín chắn và không đủ nội lực trong nghệ thuật, cái họ nhận lại chính là biến mình thành món ăn giải trí cho số đông. Chẳng hạn như làm lố để rồi mọi người nhắc đến theo kiểu cực nhã chế giễu, nhưng lại nghĩ rằng đó là sự quan tâm của công chúng hay sẽ nổi tiếng nhanh hơn. Đối diện với chê bai chỉ trích, Ngọc Trinh thẳng thắn cho rằng thiết kế váy cô chọn thật sự đẹp và quan trọng nhất là nó đã đạt hiệu ứng thảm đỏ. Người đẹp Trà Vinh làm thơ chuột khỉ mỉa mai Lý Nhã Kỳ, cô cũng ân ý cây cú đáp trả Vũ Thu Phương, chị xạo vừa thôi. Chắc lây bệnh gắt từ bạn trai Duy Mạnh, Quỳnh Anh hành xử đậm chất giang hồ khi cầu thủ Thái Lan khiêu khích văn hậu. Bạn gái xinh đẹp của trung vệ Đỗ Duy Mạnh để lại bình luận cực gắt trên trang cá nhân của cầu thủ đội tuyển Thái Lan. Tối ngày 5 tháng 6, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan trong khuôn khổ giải King Cup 2019 đã được diễn ra. Được đánh giá là một trong những trận đấu siêu kinh điển, cuộc so tài giữa Việt Nam và đội chủ nhà nhận được sự theo dõi cực lớn của người hâm mộ trái bóng tròn. Thi đấu trên sân khách, ngoài việc bị áp lực, đội tuyển Việt Nam còn phải đề phòng những tình huống chơi xấu của đối thủ. Theo đó, bên cạnh Công Phượng bị cầu thủ mang áo số 6 sút thô bạo chỗ hiểm, Văn Hậu bị số 8 của Thái Lan vả đau đớn vào mặt. Dù sử dụng mánh khóe đàn áp các chàng trai Việt Nam, nhưng với tinh thần thi đấu quả cảm, học trò thầy Park vẫn giành được chiến thắng thuyết phục. Kết quả trận đấu, báo chí và cư dân mạng Thái Lan cũng phải bất ngờ trước kết quả. Người dân xứ chùa vàng uất ức bày tỏ, năm tới bớt mời Việt Nam hộ cái. Một bài báo Thái Lan đưa tin, trận thua gây sốc cả dân tộc, Việt Nam đã làm chúng ta tan nát ngay tại King Cup. Phản ứng của Quỳnh Anh khi cầu thủ Thái Lan khiêu khích Văn Hậu. Ngay sau trận đấu kết thúc, một cầu thủ của Thái Lan cũng không giấu nổi đau đớn trước thất bại của đội chủ nhà.
nên đã đăng tải dòng trạng thái đầy ẩn ý trên trang cá nhân bằng tiếng Thái tạm dịch, tác vào cái mặt tồi tệ đó kèm theo một dãy số 5. Nhiều người cho rằng cầu thủ này đang muốn nhắc đến cái tát mà đồng đội của anh dành cho Đoàn Văn Hậu bởi chàng trai mang áo số 5. Trạng thái của anh ta lập tức bị người hâm mộ Việt Nam vào tấn công. Người hâm mộ thích thú khi Quỳnh Anh bình luận cực gắt, thằng này láo. Nổi bật trong số những comment đá xéo cầu thủ Thái Lan là phản ứng của Quỳnh Anh. Quỳnh Anh đáp trả cực gắt khiến fan hâm mộ thích thú. Dưới bình luận của Quỳnh Anh, rất nhiều người đã vào bày tỏ thích thú ủng hộ. Bên cạnh đó, nhiều người còn bông đùa rằng chắc Quỳnh Anh đã lây bệnh gắt của Duy Mạnh nên mới gan to đến thế. Đẹp hoàn hảo như hoa hậu chuyển giới Hương Giang mà vẫn để lộ khuyết điểm không thể nào phẫu thuật. Nhìn đôi chân bé tông teo của Hương Giang trong tấm hình mà người hâm mộ không khỏi xót xa. Cách đây ít giờ, hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018 Hương Giang đăng loạt ảnh tung tăng dạo phố Australia, thải dáng trước nhà hát Con Sò, mỹ nhân sinh năm 1991 khoe nhan sắc dịu dàng cuốn hút khiến dân mạng say đắm. Đính kèm loạt ảnh xuất tay, Hương Giang hài hước viết status ăn theo trào lưu bào Tân Vlog. Mời các bạn đi chơi nhà hát Con Sò với bà Giang Vlog. Các bạn nhớ ủng hộ bà Giang Vlog nha. Vẻ đẹp mộc mạc yêu kiều của Hương Giang khi khám phá xứ người. Hoa hậu nở nụ cười dịu dàng giữa không gian tuyệt đẹp của thành phố Sydney. Nhan sắc của mỹ nhân chuyển giới nhận được nhiều lời khen ngợi trên mạng xã hội. Thời trang không quá màu mè nhưng vẫn được cư dân mạng đánh giá cao, nhận được nhiều lời khen ngợi cho những bức hình chụp nửa người. Tuy nhiên, Hương Giang lại không may bị soi khoảnh khắc lên hình toàn thân kém hoàn hảo trong chùm ảnh trên. Trong bức ảnh toàn thân hiếm hoi, hoa hậu chuyển giới quốc tế bị lộ thân hình ngày một hâm hem. Ngắm cơ thể xanh xao gầy guộc của cô mà người hâm mộ không khỏi thương xót. Đặc biệt, đôi chân của Hương Giang trong tấm hình tông teo chẳng khác nào cành củi khô. Nhiều bình luận khuyên cô nên tập trung tăng cân để lấy lại vẻ đẹp đầy đặn và gợi cảm hơn thời điểm hiện tại. Đôi chân quá gầy guộc của Hương Giang trong tấm hình toàn thân. Tấm này nhìn chị nhỏ bé quá, chị tăng cân thêm xíu đi. Tấm này gầy quá, tăng 3-4 cân nữa thì đẹp. Chân chị tông teo hay chụp ảnh bị thế nhỏ là những bình luận từ cư dân mạng. Cặp giò tông teo được cho là khuyết điểm không thể phẫu thuật được của Hương Giang, và chỉ có cách tăng cân thì cô mới có thể lấy lại vóc dáng gợi cảm như mình mơ ước. Còn hiện tại, thân hình quá gầy guộc đáng báo động của Hương Giang vẫn đang khiến rất nhiều người lo lắng. Đây không phải lần duy nhất cô để lộ vóc dáng thiếu sức sống. Thậm chí trước đó, mỹ nhân còn bị soi ra những khoảnh khắc gầy trơ xương, nhìn đến thảm thương. Dân mạng bàn tán về thân hình gầy guộc đôi chân tông teo của Hương Giang. Cú lội ngược dòng ngoạn mục của Hoàng Anh sau 2 năm nói lời chia tay Huỳnh Anh. Đã 2 năm tính từ thời điểm Hoàng Anh nói lời chia tay với tình trẻ Huỳnh Anh, trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ, hậu đường ai nấy đi, Huỳnh Anh có tình mới, trong khi đó Hoàng Anh cũng sớm lột xác. Từng là một trong những cặp đôi đẹp nhất showbiz, Hoàng Anh, Huỳnh Anh khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối khi công khai chia tay vào tháng 6 2017. Sau 2 năm, cả hai đều có tình mới, nhưng nếu Huỳnh Anh ngập ngụa trong thị phi thì Hoàng Anh lại như đóa hoa ngày càng tỏa sắc hương rực rỡ hậu chia tay nhiều ồn ào. Lý do được á hậu đưa ra, chúng tôi không làm điều gì sai trái quá đáng với người kia, mà đây là một quá trình, ngay từ đầu ai cũng biết tính cách hai người hoàn toàn khác biệt nhau. Tôi rất trầm, hơi khó tính, nhiều nguyên tắc, còn Huỳnh Anh lại năng động, ngẫu hứng và có một chút nổi loạn. Trong khi đó, Huỳnh Anh lại phản pháo, tôi là đàn ông, tôi muốn cầm trịch cuộc đời mình, tôi không bao giờ muốn một người phụ nữ thích bỏ đi thì bỏ, thích quay lại thì quay lại. Dẫu sao thì cả hai đều từng là quãng thanh xuân tươi đẹp nhất của nhau, dù nhiều ồn ào hậu chia tay. Huỳnh Anh chóng vánh có tình mới chỉ sau một năm nói lời chia tay bạn gái cũ. Trong khi Hoàng Anh lại dành hết thời gian tâm huyết cho công việc, những chuyến đi cùng bạn bè để lấy lại cân bằng. Và nếu Huỳnh Anh ngập ngụa trong thị phi thì Hoàng Anh lại có khoảng thời gian phất lên như diều gặp gió sau khi tan vỡ tình yêu. Huỳnh Anh nhanh chóng có bạn gái mới sau một năm chia tay Hoàng Anh. Nam diễn viên không ngại khoe ảnh tình tứ với bạn gái lên mạng xã hội. Trong khi đó, về phía Hoàng Anh, chỉ vài tháng sau khi công bố chuyện chia tay, ai cũng thấy á hậu lột xác. Không chỉ đắc show sự kiện làm MC cho nhiều event chương trình truyền hình, Hoàng Anh tạo sáng với vai diễn Dung Đại Ca, trưởng nhóm Ngựa Hoang trong bộ phim Làm Lại Tháng Năm Rực Rỡ của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Hoàng Anh có vai diễn để đời đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất. Chính vai diễn đó đã đưa tên tuổi Hoàng Anh thoát khỏi vũng an toàn bấy lâu nay, xóa luôn hình tượng nhàn nhạt vốn được gắn với Hoàng Anh như một định mệnh.
Hoàng Oanh ở trong những năm tháng rực rỡ nhất với một tương lai tươi sáng, nhan sắc ngày càng thăng hạng của nàng Á hậu cũng khiến dân tình trầm trồ không ngớt. Không vội vàng có tình mới, đến tận Valentine vừa qua, Hoàng Oanh mới lần đầu công khai hẹn hò trai tay. Á hậu đăng tải bức ảnh tình tứ cùng bạn trai lên trang cá nhân kèm theo dòng chia sẻ. Mang ý nghĩa hãy tận hưởng phút giây ta đang có. Chuyện tình cảm ít được biết của nàng Á hậu chia sẻ, nhưng về công việc cô khá thoải mái. Trên trang cá nhân của nữ diễn viên kim MC nổi tiếng là đầy ắp những kế hoạch mới mẻ mà cô được thử sức. Hoàng Oanh còn rất đắc xô dự sự kiện giải trí, phong cách thời trang của người đẹp cũng được khen ngợi ngày càng lên tay. Những chia sẻ đầy tinh thần lạc quan được Hoàng Oanh gửi gắm thông qua trang cá nhân, đủ để thấy được trái tim cô đã lành lặn sau vết thương từ chuyện tình đổ vỡ 2 năm trước. Mối tình 3 năm đẹp như cổ tích của cặp đôi Hoàng Oanh, Huỳnh Anh đi đến kết thúc trong sự nuối tiếc của người hâm mộ, nhưng Âu cũng là một cái kết đúng đắn dành cho hai con người khác biệt trong suy nghĩ, tính cách. 2 năm sau khi công khai chuyện chia tay, cả Huỳnh Anh và Hoàng Oanh đều có nhiều thay đổi. Đều có tình mới và dường như đã không còn lấn cấn chuyện năm xưa. Dẫu vậy, nếu so với Huỳnh Anh thường xuyên vướng các thị phi, thì Hoàng Oanh lại có sự nghiệp thăng hoa hơn bao giờ hết sau khi nói lời tạm biệt mối tình tươi đẹp.